Đây, hai cô tiên xinh đẹp đây. Hello, hello. Hello anh. Hello xin lỗi nha, đợi anh hơi lâu tại vì nãy có chút xíu việc, anh tới hơi trễ. Dạ. Em ra lâu chưa? Dạ, cũng không lâu lắm. Hôm nay là nghe đồn là hai em là muốn hát thử cái loa mới phải không? Cho nên ra cái bãi đất trống như thế này, công viên như thế này để hát cho nó đã phải không? Dạ. Cái loa này là loa gì vậy em? Dạ, loa Aqua A99. Aqua A99. Wow. Cái này đây nè, đây có số hotline nè. À, số điện thoại đây. Với hả? Lại 0379878787 dạ, là với cái trang web của nó nè. Âm thanh Hàn Quốc .com. Dạ. À, sản phẩm chính hãng. Đúng rồi. Ồ, cũng đẹp ha, đây là có tem chống hàng giả luôn nè. Dạ. Thương hiệu nổi nè, đẹp quá. Cái này là ở nói chung là phân phối cả nước Việt Nam luôn hả? Dạ đúng rồi anh. À, toàn quốc luôn. Dạ, có hả? Hotline với lại cái trang web này là anh đặt hàng là ở đâu cũng được hết. À, cái này em mua giá nhiêu vậy? Cái này trên 7 triệu á anh. Trên 7 triệu. Dạ. Trên 7 triệu, mà hồi đợt đó em mua là còn giảm giá của 5 triệu 6. Có 5 triệu 6. À, giảm giá 5 triệu 6 hả? Dạ. Rồi thôi bây giờ hai em hát tặng cho kênh anh bài hát gì nè? Hát gì chị? Chơi bài hot nhất luôn đi. Bài gì, bài gì? Rồi tới luôn ha. Rồi tới luôn. Rồi mình lên luôn. Đâu rồi, mình chơi rồi tới luôn hả? Ok. Rồi có chiếc máy bay bay nữa kìa, đẹp quá. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùng 2 có ai đi em nhiều. Mời em ở đâu anh mang trầu cao anh qua gước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quả xa to thịt kho rau muống. Thâm thiết sẽ mặn nồng yêu thương lắm mến mong. Vậy thì còn chẳng chớ chi nữa. Ngày mình người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không nắng đó em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên giấy ta không là nói thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tình tan cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau. Ơi họ ơi, ơi họ ơi, ra riêng như gần ấy năm trôi nhạt nhạt đôi môi giờ thì đâm mạo tình lên ngôi. Em nè, em có muốn đi về làm dâu, đừng có bắt anh phải buồn rầu. Sắp xin nhật đông đưa anh chưa có hứa cho em nhiều đâu. Na 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 na. Người đang cần tình yêu này thôi cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùng 2 có ai đi nhiều. Em mời em ở đâu anh mang trầu cao anh qua gước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quả xa to thịt kho rau muống. Thâm thiết sẽ mặn nồng yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chẳng chớ chi nữa.